Hello, chào tất cả nhà của kênh YouTube của Mai Châu nha, là Mai Châu Daily Vlog. Hôm nay Châu với chị Susan, bạn Châu với chị À, Cúc. Chị Cúc thì đang cầm máy. Hôm nay hai chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật chị hả? Chủ nhật 9/11 đó. Hôm nay là ngày coi như là tháng 9 ngày 11 đó. Coi như là kỷ niệm ngày 21 năm 21 năm mà lúc mà ngày bị hai cái tòa nhà của bên New York chị hả? Bị đánh sập đó cả nhà. Thôi nói là cái đó thì nghe nó thấy buồn quá nghe chị buồn hả? lắm, mình nói chắc đi chơi. Đi chơi đi cho nó vui. Sáng hôm nay hai chị em sắp xếp có hẹn với nhau là hôm nay Châu với chị Susan đến đây, là ở đây hiện tại gọi là Downtown Laguna Beach. Laguna Beach. Thì hai chị em và chị Cúc đi tản bộ ở đây vòng vòng chơi, rồi sẽ đi quay những cái cảnh đẹp để share với cả nhà của kênh YouTube Mai Châu Daily Vlog nha. Rồi bây giờ hai chị em sẽ đi vòng vòng ở đây và sẽ quay những ở đây nó có cái gì lạ nữa không chị? Thì biển chính biển bên kia, xong rồi nổi tiếng là những cái nhà trên đó, Trên đồi. trên Ô, đồi dạ thì bây giờ để Châu sẽ cầm quay. máy quay cho cả nhà xem đây. Rồi chị Cúc đứng với chị Susan đi, chị Cúc say hi cả nhà nghe. Rồi hôm nay cho chị Cúc mình xinh gái chưa? Bà ở trên cái bảng này nó có để luôn là nghe cả nhà đó là Laguna Beach. Đây có luôn. Và chị Susan nói với Châu là ở đây nó có cái đồi trên đây rất là đẹp nè. Đó, cả nhà thấy không? Đồi rất là đẹp ha. Trên đó nó có nhiều nhà lắm đó hả chị hả? Để Châu sẽ lấy gần hơn tí xíu cho cả nhà xem nha hả. Đó. Đó. Đẹp chưa? Vậy, rồi dưới này là đường xe chạy nè. Xung quanh rất là đẹp luôn. Thôi bây giờ mình đi một vòng đi chị hả? Đi. Đi. Châu sẽ quay một vòng ở đây cho cả nhà xem đây. Đây là có những cái quán ăn nè. Ở đây nó có cái shopping quần áo cũng đẹp quá chị hả? Đây, cả nhà thấy nè. Ngay đây nó gọi là Downtown nha cả nhà, Downtown là Laguna Beach. Rồi đi mình đi bộ vòng vòng lên qua ngoài ha. Và hai bên đây nó có quán ăn nữa nè. Nhất là ở Mỹ mình nó thích nhất là ngày cuối tuần chị ha. Chủ nhật á, ngồi ăn uống bên ngoài nhìn rất là xinh. Hai chị thích ăn cái gì? Đồ ăn Tây hay là đồ ăn Ý đây? Có đồ ăn là ngon. You're right chị. Bây giờ chị Susan cũng đang đói bụng, Châu cũng đang đói bụng nè. Thành mà ra đi đi quay một vòng bên đây tìm quần ở đây có áo. tiệm quần áo này cả nhà. Đây. Qua ra đó là Pacific Coast Highway, đường chính đi dọc từ San Francisco xuống tới San Diego luôn. Wow, cái nếu con mà đi đường nó đường dài này. hả, dài hả chị ha. Đó. Đây là bán đồ biển nè, đồ đi đồ bơi chứ đó, đồ cho đồ bơi. Nhiều Thường ý thường mình đến đến một cái giống như kem. đây có tiệm kem nữa nè. Đây, cả nhà thấy tiệm quần áo, tiệm kem. Rất là dễ thương. Giờ mình đi quay một vòng cảnh biển. Bên Bên kia kia nó là có, biển. bên kia là biển nha cả nhà. Bây Nhưng giờ mà mình đi qua đi, bên đó và cũng mình đi được. qua bên 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 đó. Nó có bán chợ trời. Em sẽ quay những cảnh đó. Đây, bây giờ tụi Châu đi bộ qua bên đường nha. Wow, vui quá chị ha. Trời ơi, hai con chó dễ thương chưa? Đây cho cả nhà xem là đường xá xe cộ nè, nó đông vậy đó. Nhất là cuối tuần nè, cuối tuần á là gia đình, đa số gia đình nào ta thật cũng đổ ra biển chơi, nhất là người người Mỹ nha. Họ đi dẫn con cái rồi dẫn chó đi dạo. Trời ơi, con chó này nó đẹp nè, xinh nè. Trời ơi, chó đẹp quá chị hả? Trời ơi, cậu con trai hay gái gì cũng dễ thương quá trời luôn kìa.
Đó, cái nhà thấy nè. Đông người lắm đứng. Dạ. Kệ đi, thấy có người đông qua lại cho vui. Chị Cúc mình đang chụp hình đây. 1, 2, 3. Nè, hai cái nhà bên kia là biển, Châu sẽ đi bộ lần lần qua cho cả nhà xem. À, nhiều người họ xuống dưới đây họ bơi luôn nha, họ mặc đồ bikini. Chỗ bán nó. Dạ, mình đi dạo đem vòng đi chị. Nè, nhiều người hôm nay người ta xuống người ta bơi nữa nè chị. Hoặc là người ta chơi cái gì đó surfing hả chị hả? Surfing. Dạ. Ở đây là biển chính, nó chơi volleyball, đánh banh. Ngay đây là ok. Đông vui chưa? Đấy, thấy mấy cô già hấp dẫn chưa? Có cái mấy cô Mỹ mặc đồ. Đây họ chơi volleyball nè. Đó, em quay. Dạ. Đây, dẫn nhà xem đó, họ chơi nè, volleyball nè. Vui quá hả chị Cúc hả? Dạ vui chị. Hả, đó. Đi bộ vòng vòng lại tí xíu nha, Cúc đi. Dạ. Đây là họ chơi volleyball nha cả nhà. What t-shirt? What t-shirt contest going on here? Dạ. Mai là khí hậu hôm nay cũng mát rồi đó chị. Ở rồi đó, đúng rồi. Trời không đến nổi quá. Tụi Mỹ họ nuôi chó nhiều quá ha, mà dẫn chó ra mê chó dễ sợ. Đây cho muốn quay xe cho cả nhà tí xíu. Đi chị. Để các em quay biển chút xíu. Dạ, hôm nay họ chơi, họ có game họ chơi nè. Dạ. Quay biển cho đẹp. Thao nổi tiếng. Dạ. Của Laguna Beach hả chị? Dạ. Cả nhà thấy xe chạy tấp nập luôn. Rất là vui luôn. Tại vì họ có game nè, cả nhà thấy không? Họ chơi nè. Volleyball game. Dạ. Gọi là volleyball game nha cả nhà. Đi chị. Nóng không chị? Ok không? Ok. Dạ. Đó, cả nhà thấy biển đẹp chưa? Đó, sóng vô đánh, sóng sóng đánh nè. Trời, biển nè, biển nhìn thấy biển muốn tắm ghê chị. À, thấy biển đã dễ sợ đó, cả nhà thấy đó. Người ta đông dễ sợ chưa? Dạ. Rồi, mình đi tới đây nữa. Ở đây có một cái game khác nữa. À, đây game khác nữa, cũng volleyball luôn nè chị ha. Cũng volleyball. Hồi nữa chiếu mấy anh cả, những dạ. Anh đều mặc quần hồng. Đó, đây nè, đúng rồi. Đây, Cúc ơi, chị Susan tới đây. Đây. À, chị Susan nói đây là một cái team nè. Đó, mấy anh mặc quần màu hồng nè. Màu hồng. Đó. Nhà thấy chưa? Trời ơi, đẹp quá luôn. Đó. Vui quá ha. Đó, cả nhà thấy chưa? Vui quá chị ha. Yeah, mình đi đúng đúng quá mình ơi. Yeah. Lucky. We lucky chị ha. Yes. Trời ơi, team mặc quần hồng đẹp ghê nha. Dễ thương quá ha. Con trai mặc quần hồng thấy nhìn thấy nó lạ lạ. Ô, hôm nay mà có anh Long đi, Long thích lắm. Tình bị hơn anh Long thích màu pink. Màu pink. Trời vậy hả? Nên là Long thích màu pink. Đó, cả nhà thấy nè. Con gái Mỹ thấy không? Giống như con trai nha. Con gái với con trai vậy đó. Họ thể thao ha, tụi Mỹ họ thể thao dễ sợ luôn. Bên kia cũng họ cũng có game chơi bên đó nữa chị. Cái đó nó chơi bình thường này là game cái này chơi là có gọi là có điểm. Cho điểm đúng rồi. Đó điểm 26. Dạ. Đây, chuẩn bị vô nha. Vô. Vô. Cái này nó chơi professional. Dạ. Chết bà. Chết rồi, bên đây nó đánh đẹp quá hả? Đánh vô phải không chị? Vô trong mày. 3. Nhưng mà nó cũng còn thua 3 điểm. Bây giờ cũng còn 3 sao.
Đi, vui đi vòng rồi. Cúc đi Cúc. Cúc ơi. Thấy cô đánh mày. Ừ, em mới nói với chị Susan có anh Long, Long thích lắm, Long thích màu hồng. Màu hồng đẹp ha vậy. Màu hồng quá đẹp luôn á. Nhất là con trai mà nó mang màu hồng, nó mặc màu hồng. Dạ. Yeah. Công nhận á, nếu mà cuối tuần mình đi ra biển á, mình thấy dạ thấy rất là thoải mái. Không, không khí đồ này kia. Nhưng mà nhiều khi buổi chiều nó không có những cái game, không có này nó kia, không nó không game. Vui chị. Yeah. Nhưng mà đi coi sunset. Dạ. Yeah. Buổi chiều thì buổi chiều sunset thì nó không có đông đảo vậy. Yeah. Nó đi về. Nó về hết rồi. Đó thì góc dưới kia là có nhà hàng ở trên đồi. Yeah. Với lại hotel là cút cút dưới đó đúng không chị? Dạ. Là resort. Dạ. Vui chưa? Vui rồi. À, vui chưa Cúc? Vui. Coi khúc biển còn đã. Dạ. Chưa? Đây nè, đây muốn cho mọi người xem biển, đây là Laguna Beach nha. Trời ơi, sóng đánh đã quá chị hả? Yeah. Này xuống tắm là đã. À, em bởi vì nãy giờ em nhìn em nói trời ơi, tự nhiên giờ không biết mà có đem đồ theo chắc đi tắm luôn quá. Phải không? Yeah. Tắm luôn đã. Đi tắm luôn cái đó là cái nhà kêu là lifeguard đó, để canh coi có ai chết già. Dạ, đúng rồi. Cả nhà thấy không, đó có nhà con nhà nhỏ nhỏ ở đây là để họ ngồi họ canh nghe coi lỡ mà có những người ta đi bơi chị ha. Yeah. À, người ta có bị chết chìm chết đuối gì đó thì họ sẽ đến họ cứu mình. Vui quá chị ha. Hôm qua cảnh thấy biển là thấy thích rồi. Người ta cũng đông quá chị hả? Yeah, xa yeah. Xa bên kia nữa nè. Đó, nè. Đông ghê á. Rồi. Sóng đánh đẹp quá. Hotel nổi tiếng ngay trên yeah. Bờ biển. Đó. Rồi bây giờ Châu xoay ngược là cả nhà thấy bên đó là cái dãy đó là nhiều hotel. Chị Susan nói là hotel, những cái hotel nổi tiếng đó cả nhà mình. Trời ơi, con người ta đông rồi chị. Đông vậy. Vui chưa? Vui. Đi, bây giờ mình hồi đi. Hồi nãy mình đứng mình nè, sóng vô nè. Sóng vô. Trời ơi, sóng vô đẹp chưa? Nó có cái nhà hàng ở trên kia cũng đẹp, nếu cho muốn lên trên đó ăn. Vậy hả chị? Không, thôi mình. Dạ, thôi mình đi với downtown khu này đi. Nè. Trời ơi, con người ta đông kìa. Đông. Khu hồng đẹp quá. Ờ. Cái team nó hồng hồng hết. Hồi đẹp ghê á. Giờ chị cũng thấy game ở đây sao tự nhiên hôm nay có mình hơn. Dạ. Vui. Trời ơi, nguyên cái team nó mặc quần màu hồng dễ hết. Dạ ha. Rất là dễ thương luôn. Rồi có nhiều người người ta ra đây picnic nè cả nhà. Đó, ăn đó uống. Dạ. Rồi cho cả nhà xem đó, tuốt ở trên đó nữa. Là người ta ở và phía trên những cái nhà trên núi là những cái nhà đó rất là mắc tiền nha cả nhà. Rất là mắc luôn. Không biết bao nhiêu triệu một căn luôn hả chị hả? 10 triệu trở lên đó. Dạ. Trở lên đó. Trở lên phải không? Chứ không dưới đó nổi đâu, là Laguna Beach mà. Nhà ngay biển luôn. Trên đồi nữa. Dạ, nằm đồi nữa. Nhà ở Mỹ này thì đặc biệt là nhà mà nằm trên đồi mà đối diện là biển nữa thì rất là mắc luôn. Vui quá. Giờ mình đi vòng lại mình đi kiếm gì mình ăn đi chị. Okay. Ha. Dạ. Yeah, yeah. Sure. Chị Cúc đói bụng chưa? Đói rồi. Em cũng đói bụng rồi đó. Em lên là em giơ tay đói bụng đây. Cái nhà này, cái nhà chính là yeah. Nó biểu hiện cho Laguna Beach. Kêu là lighthouse đây, của những người gá. Cho cả nhà xem nha. Đó, đây. Đã, ừ. Đây là căn nhà chính nha. Nó là một cái biểu hiện cho là Laguna Beach thôi. Lighthouse. Yeah. Ta ngồi đây để người ta ghé, người ta coi cái biển nè ha chị ha. Nếu mà có chuyện gì xảy ra để mà họ ra họ kịp để giúp cho mình. Yeah. Đồng vui quá, nóng chứ. Nhưng mà hôm nay cái hậu xuống 80 mấy độ rồi đó. Chứ gặp mà như những ngày kia 100 độ là mình không đi nổi đâu. Không đi nổi kiểu này đâu. Hôm nay California thời tiết nó đã dịu rồi, nó xuống còn 80 mấy độ. Còn 2 tuần vừa rồi luôn. Wow, cho cả nhà coi xem con chó nè. Trời ơi, dễ thương chưa? Thấy giống như một
cọp hay sư tử gì nó mập dễ sợ. Hai tuần vừa rồi nó rất là nóng luôn mấy chị ha. Nó kêu là heat wave mà nó nóng không chịu nổi luôn. Đang chơi game đây nè chị Susan, để em cho đây coi hỏi coi nè, đây nè, đây cho cả nhà xem. Cái này nó là nói về cái tại khu Châu đang đứng ở đây đi cả nhà, đó là Guna Beach đây. Hồi nãy mà Châu đi bộ đó, đi vòng vòng đường trên đường và trên cái đồi đó là những cái căn nhà mà nãy Châu mới vừa quay, đúng không chị? Nãy mình mới vừa quay đó thì cả nhà thấy đây đó. Cái hình nhà trên đồi đó, cái này nó chụp nó chung chung lại ha. Hồi năm 1982 yeah. Nó có cái những cái game volleyball như vậy, như giống như hồi nãy giờ mình coi. Mà hồi năm nhưng 82. Mà nó chụp lúc năm vào năm 82 nha. Đây. Đi. Đi. Chảy mỡ chưa? Chảy mỡ chưa? Chảy mỡ chưa Cúc? Chưa rồi, sắp sửa phải không? Cái gì? Đen cho nó mạnh khỏe chị. Đi qua đây hả chị? Cúc ơi qua đây. Thôi bây giờ mình đi kiếm nhà hàng để mình đi ăn nha. Dưới đây họ dừng những cái gian hàng nhỏ nhỏ để họ bán nè mọi người. Đó, nón rồi nè. Có nón ha, nón màu hồng nữa Cúc nói. Nóng thiệt đó chứ, nóng chảy mỡ luôn á. Nóng chảy mỡ, gian hàng bán bikini. Ồ, đây có bán cho đồ bơi nữa đây. Qua lâu lắm mới thấy chiếc xe limousine đó chị. Lâu lắm rồi đó. Mấy năm rồi đó, mới dạ, lâu lắm không thấy xuất hiện. Nhà hàng này đồ ăn Mỹ, hamburger. Dạ. Thôi mình đi ăn cái chỗ Tây. Trên như đồ ăn Tây bên kia đi. Nó có xà lách, nó có đủ thứ. Dạ. Rồi, bây giờ tụi Châu sẽ băng qua đường. Băng qua đường để đi đến chọn nhà hàng để ăn đây. Đi, Cúc ơi. Đó. Này là cái downtown của Laguna Beach đó cả nhà. Thường cái downtown nó rất là cái đường rất là ngắn chị ha. Nhỏ nhỏ và những cái gian cái shop nhỏ nhỏ luôn, rất là xinh luôn. Rồi. Bây giờ mình ăn gì đây chị? Muốn ăn đồ Tây hay là đồ Ý? Em không biết. Đồ Tây thì vô chị dẫn vô cho em coi. Ồ vậy hả, đi ra thử đi ha. Mình đi ăn gì? Dạ. Mình còn muốn ăn đồ Ý thì cũng có. Dạ. Tùy chị. Nhà đồ Tây mà chị nói để mình cho có món mình chỉ thử coi nhìn nó ra sao. Coi thử đi. Đi Cúc.